Xin kính chào quý vị khán giả yêu mến. Chào mừng quý vị đã quay trở lại kênh Tú Anh Mùa Yoga. Và đây là video hướng dẫn bản múa quạt bài Em Đi Xem Hội Trăng Rằm. Quý vị hãy vào phần mô tả bên dưới video này để xem bài múa mẫu trước, sau đó chúng ta sẽ cùng tập chậm thì sẽ dễ hình dung hơn. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký hình quả chuông để ủng hộ cho kênh của Tú Anh ngày càng phát triển hơn. Và để mỗi khi Tú Anh ra bài mới thì quý vị sẽ nhận được thông báo sớm nhất. Bài này cũng tương tự như bản múa tay, các bước chân là tương tự. Còn chúng ta sẽ thêm một chiếc quạt lá đề. Tú Anh sẽ làm từng đồ một mặt trước rồi quay cùng chiều để hướng dẫn. Đầu tiên quý vị, nhạc dạo đầu sẽ xếp hàng ngang đi từ bên trong ra. Sau đó quay mặt lên tay trái đằng sau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta sẽ đi vung tay. Bước chân phải thì vung tay trái đằng trước. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sau đó tay trái chúng ta giấu sau lưng, đặt sau lưng. Tay phải cầm quạt lật ra, bước sang phải. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bây giờ đi sang phải 2 bước, tay chúng ta đưa theo quạt. 3 và 2, quạt dựng. 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8. Đi một vòng tròn nhỏ theo tay bên phải và vung tay. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Làm lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta cầm quạt ở cái góc này cho dễ xử lý nhé. Tổ hợp tiếp theo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đi quả chám bắt đầu bằng chân phải. Quạt chúng ta quay hướng cái mặt quạt ra phía trước. Cầm quạt đổ ngang như này, chứ không phải lật. Bước chân phải thì tay vung sang phải. 1, sang trái thì quạt sang trái. 2, 3, 4. Bước sang phải một bước, quạt lên cao. 5, 6, dựng quạt. 7, 8, nằm quạt. Bước sang phải, tay trái giấu sau lưng. 2, rút chân trái, quạt xuống. 2, 3, 4, quạt sau lưng và bước về bên trái. 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5,
6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 làm lại 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 Tổ hợp tiếp theo 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 Tay chúng ta đang ở đây. Bây giờ bước chân phải vắt chéo lên. Hai tay mở, chuyển trọng tâm vào chân phải. Rút chân phải về ở bên cạnh kiễng, trọng tâm chân trái, quạt dựng ở bên hông bên phải. Hai lần như thế. 5 6 7 8 và bây giờ chúng ta đổi chân, bước chân trái. 2 2 3 4 5 6 7 8 làm lại. Đang ở đây. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 Tổ tiếp theo 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 Đi lên 2 bước, bắt đầu bằng chân phải. Khi bước chân phải thì tay trái ra phía trước. 1 Bước chân trái thì tay quạt ra phía trước. 2 Và bây giờ quạt đặt từ bên trái và chân bước sang bên phải mở. 3 4 Lùi chân trái về, tay trái về phía trước. 5 6 Và quạt lại vòng ra đằng trước, bước sang trái. 7 8 Thu chân về, quạt che mặt, ngó sang bên phải. Rồi đứng thẳng, ngó sang bên trái, rồi đứng thẳng. Bước sang phải, nhấc quạt lên, mở quạt ra hạ xuống. Bước về bên trái, nhấc quạt lên rồi thu quạt vào. Làm hai lần như thế. Chúng ta làm lại. Hai lần chúng ta đều vung tay trái lần trước nhé. Đi lên hay đi xuống đều vung tay trái trước. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4
5 6 7 8. Hết lời 1 xong đến nhạc dạo giữa thì chúng ta làm giống như nhạc dạo đầu, nhưng thay động tác đi ra thì chúng ta động tác bước xa. 1 lắc vai, 2 3 4 và đi về. 5 6 7 8. Sau đó động tác này chúng ta sẽ làm giống như nhạc dạo đầu. À, lời 2 chúng ta lặp lại như lời 1 rồi đến tổ hợp kết. Tổ hợp cuối cùng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 và kết thúc. Tay phải chúng ta cầm bên dưới quạt, tay trái cầm trên đầu quạt. Chúng ta sẽ đưa cán quạt lên trên rồi xuống, đưa lên rồi xuống và đi sang phải 2 bước. 1 2 3 4. Bây giờ đưa thẳng lên 5 và khiễng chân trái hạ tay trái. 6 nhìn quạt. 7 8 thu về và chúng ta đi về bên trái thì tay trái sẽ lên trước. 2 2 3 4 đi lên và khiễng chân phải. 5 6 quạt ở dưới tay ở trên. 7 8 bước về chân phải, vòng hai tay từ bên trái rút chân trái và xoay một vòng quay trở về. Sau đó thì quạt lật sang. 1 2 3 4 5 6 7 và chúng ta vòng quạt. 8 kết thúc. Làm lại. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 kết thúc. Vậy là Tú Anh đã hướng dẫn xong tất cả các động tác ở trong bản múa quạt Em đi xem hội trăng rằm. Quý vị hãy sâu chuối lại các tổ hợp từ đầu đến cuối cùng với video ghép nhạc chậm. Đường link Tú Anh để ngay bên dưới video này. Chúc quý vị thật là nhanh thuộc. Cảm ơn quý vị đã luôn dành thời gian quan tâm theo dõi và cổ vũ. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở các video sau.